Anh có gì được hết? Được hết. Chỉ phải dừng nước nữa. Đó! Cuộc thi tập bóng tối được đặt cho cuộc thi 14, 16. Cố gắng đi, cố gắng đi. Bình tĩnh với bỏ bóng này. Đấy, sợ chứ. Cậy hết. Ôi, hai lần. Quả này lên đứng chạy lên đỉnh lắm. Đội điểm tên lắm thì 17, 14. Cắt đi, cắt đi, để ý vào. Bình tĩnh thôi. Hả? Ngoài Long Thủy phản bóng ra ngoài. Đội điểm cho cuộc thi 15, 17. Đừng có giật giật thân. Ta đang còn quay phía mình giật. Lý phải vân cái bái. Long Thủy tập bóng tốt, về điểm trên Long Thủy 18, 15. Dám câu dùng gì nữa rồi. Cắt. Đừng đập nữa. Anh ơi. Mày chắn ơi, cắt đi đâu. Mày chắn ơi. Dám chắn ơi. Cố lên, cố lên. Bắt lại đứng đá. Thực hiện cho cuộc thi 16, 18. Long Thủy để bóng tốt. Đội điểm tên Long Thủy 19, 16. Lại đây. Ra hồi chó đi. Đưa lên. Cuộc thi và bóng tối. Địa điểm cho cuộc thi 17, 19. Lượt đi. Điều đi. Lượt về. Lượt về. Thức về. À thức về. Lượt lên anh Dũng lên. Đi tùng lượt xuống. Lượt xuống hạt bệnh xuyên. Quả nhẹ rồi. Quả này đang đứt vui đấy. Để bóng chuyển sang thời điểm cho Long Thủy 20-17. Má quả. Phải hớt đi quả chứ. Họ quá nhé đi. Còn một hoa cháu thôi. Đập một phát đi. Quá rồi đi. Cuộc thi được bóng ra ngoài. Điểm bóng trên Long Thủy 21-17. Quá em đập rồi. Quá đập đẹp chứ. Đây cuộc thi hội nghị là thứ nhất. Ở hiệp đấu thứ nhất. Không đỡ một tỉnh la đâu. Mà nó vít xuống đi. Chắc đủ mà. Tay mình xuống. Đến không một rồi bài căng này. Long Thủy trận bóng tốt. Điểm trên Long Thủy 22-17. Quả này phải lọt ngay vào, bé phải lọt vào.
thằng bé và thằng lót chứ. Biên, đứng lên. Mưa rồi, mưa rồi. Biên, bỏ chó thôi. Đào, đào đi. Chuyện thi đánh bóng tiếp sang. Điểm chất lắc từ 23, 17. Căng quá. Tính thế thì dự đi, sợ đâu, đánh đánh cho búi rồi chứ. Đưa lên. Cuộc thi tập bóng tốt, đội điểm bóng cho cuộc thi 18, 23. Cố lên, nắm quả. Dưới dọc mấy khách rồi, dưới dọc mấy đây. Bóng quá rồi. Bơm quá rồi, bơm quá rồi. Cuộc thi tập bóng ra ngoài, đội điểm chất lắc từ 24, 18. Mình toàn mua mấy quả vô duyên. Những cái quả mà toàn mất em phải nắm quả vị trí thôi. Chứ có để... Bắn quá luôn. Hay rồi. Thế. Cuộc thi tập bóng tốt, đội điểm chất lắc thi 9, 24. Cú mới tưởng là đá các cái, cú mới tưởng là... Cái quả này là hết luôn. Hết. Hết quả hết à. Quả này. Sao đi dùng thịt. Ôi ôi ôi. Lạ rồi bây. Chuyện. Chuyện. Chuyện 2 mô. Dạy lên. Cẩn thận đi. Cẩn thận đi. Bé đất. Cuộc thi để bóng tốt, điểm cho cuộc thi 20, 24. Đội Long Thủy, xin gợi ý là thứ nhất, hiện là thứ nhất. Long Thủy chia tay cầu thủ, cầu thủ dùng 3 phân thay cho cầu thủ Linh. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Con đi. Lại tiếp vào hiệp lần thứ hai. Lớp thủ tập bóng tốt, đội tuyển bóng chuyên lớp từ 25-21, 12 đội tuyển sân tiếp tục trận đấu thứ hai. Đón chưa?